Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn hình của Alcatel K10000 đang được chờ thay mới tại di động Quacop.men, bị rơi vỡ nhìn rất là khủng khiếp như này. Di động Quacop.men có rất nhiều video chi tiết hướng dẫn cụ thể cách thay màn hình, hướng dẫn tháo lắp thay màn hình cho Alcatel K10000. Ở video này, di động Quacop.men không nói về cách thay màn hình, không hướng dẫn cách thay màn hình của Alcatel K10000, mà chỉ đơn giản giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Alcatel K10000 đang thực hiện tại di động Quacop.men. Thì đầu tiên là khi các bạn lỗi liên quan phần màn hình cảm ứng của điện thoại Alcatel K10000 hỏi rất là nhiều là tôi ở xa, tôi muốn thay màn hình cho Alcatel K10000 có được hay không? Thì hoàn toàn được. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534. Khi quý vị các bạn đồng ý phương án sửa chữa thay mới màn hình Alcatel K10000 mà kỹ thuật viên tại di động Quacop.men đưa ra, thì quý vị các bạn một là cho di động Quacop.men địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi màn hình đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được màn hình Alcatel K10000, quý vị các bạn thanh toán tiền bưu điện. Hai là quý vị các bạn gửi máy ra di động Quacop.men, chúng tôi sẽ thay xong màn hình Alcatel K10000, chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai là khi tôi thay màn hình thì Alcatel K10000 thì có sẵn thay mới cho tôi không? Vì tại thời điểm 2021 này thì màn hình nó rất là hiếm. Thì màn hình Alcatel K10000 cũng giống như tất cả linh kiện khác trên điện thoại Alcatel K10000 luôn có sẵn chờ thay mới vì các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không đến được với di động Quacop.men, quý vị các bạn có thể gọi điện thoại trước để đặt hàng. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn tất cả các loại màn hình Alcatel nói chung và màn hình Alcatel K10000 nói riêng thay mới các bạn khi cần. Câu hỏi tiếp theo là khi tôi thay màn hình Alcatel K10000 thì các dữ liệu trong máy có mất hay không và được bảo hành bao lâu? Các dữ liệu trong máy còn nguyên, không mất bất cứ một cái gì cả. Bảo hành từ 3 đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành mà quý vị các bạn chọn lựa. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Alcatel K10000 và thực hiện tại di động Quacop.men. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Alcatel K10000, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại di động Quacop.men sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động Quacop.men, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Alcatel K10000 hàng đầu hiện nay.